Ngày 20 tháng 9, ông Lê Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ký văn bản số 3912 chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh Ninh Thuận và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái khẩn trương điều tra vụ việc đầu độc cây rừng tự nhiên tại tiểu khu 70 thuộc địa phận xã Phước Đại, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Liên Hồ, sông Sát, sông Trâu phát hiện hơn 200 cây rừng tự nhiên chủ yếu là cây thành ngạnh, cà nhí, cốc rừng, dần dần đã bị kẻ xấu khoan thân cây để đổ quá chất nhằm mục đích hạ gục cây rừng. Kiểm tra tại hiện trường Nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ sông sắc sông trâu phát hiện một số giỏ thuốc diệt cỏ hiệu trâu đen bỏ lại trên nền rừng. Một số cây rừng tự nhiên bị đầu độc sớm đã khô lá có dấu hiệu chết dần. Những cây rừng còn lại đã được nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ sông sắc sông trâu nỗ lực giải cứu Bằng biện pháp xịt nước sạch trực tiếp vào những lỗ khoan trên thân cây đã bị bơm thuốc độc để tẩy rửa quá chất. Đồng thời lập hồ sơ ghi nhận hiện trạng vụ việc, chuyển giao cho hạt kiểm lâm huyện Bắc Ái tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.